Chào mừng quý khán giả đã đến với kênh Tin Tức Showbiz. Chúc quý khán giả sẽ có những phút giây thư giãn thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được nhận những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Và bây giờ xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Đau lòng lắm, hành trình 9 tháng chống chọi bạo bệnh của nghệ sĩ ưu tú Thanh Kim Huệ. Nghe sao xót xa quá. Cách đây mấy ngày, bác sĩ đã tiên lượng tình huống xấu nhất. Chị muốn về nhà, có lẽ chị biết sức khỏe của mình nên đã trăn trối hết những điều cần nói với gia đình. Khi nghệ sĩ Thanh Kim Huệ mất vì ung thư chiều ngày 23 tháng 12, nhà báo Song Minh, người em thân thiết của vợ chồng Thanh Điền và Thanh Kim Huệ, chia sẻ dài về hành trình 9 tháng chiến đấu với ung thư của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ. Chúng tôi xin đăng bức thư tiễn biệt người nghệ sĩ cải lương tài hoa. Chị đi rồi, đi thật rồi. 9 tháng qua, cho đến khi viết lên những dòng này, nước mắt tôi không còn để rơi nữa. Chị đi rất thanh thản lúc 13:50 hôm nay, ngày 23 tháng 12. Có lẽ vai cô Lan trong chuyện tình Lan và Điệp đã vận vào cuộc đời chị. Những câu hát cất lên từ tiếng hát có 102 của chị đã quen thuộc với bao thế hệ yêu mến nghệ thuật cải lương, nay đã thành sự thật. Bạch thầy, chắc con cũng sắp được đời đời yên nghỉ. Mái tranh xưa chắc u buồn quạnh quẽ vì người con gái tên Lan không về nữa bao giờ. Nếu người xưa có trở lại tìm con, xin thầy nói là con đã đi xa, đi xa với tấm lòng thanh thản. Cô Lan của tôi không chỉ bỏ anh Điệp mà bỏ luôn hàng triệu khán giả hâm mộ ra đi. Thị Hến, cao xà ốc hến của tôi ơi, Thủy Cúc, đường gươm nguyên bá của tôi, Sao Ly, tình ca biên giới của tôi, Tiêu Kim Yến, người tình trên chiến trận của tôi, Chúc Anh Đài, Lưu Sơn Bá, Chúc Anh Đài của tôi. Những vai diễn còn đó, sao bây giờ chị đã bay đi theo gió, theo mây. Tôi yêu rất nhiều nghệ sĩ, ca sĩ, nhưng thần tượng chỉ có một. Tôi thuộc hết nguyên vở cải lương Chuyện Tình Lan và Điệp từ năm 8 tuổi cũng vì chị ấy. Tình yêu với chị ấy đã khiến tôi quyết tâm làm nhà báo, lên Sài Gòn để phỏng vấn cho bằng được danh ca Thanh Kim Huệ. Từ bao giờ tôi đã trở thành người thân như trong gia đình của chị và anh Thanh Điền. Cho đến hiện tại, ngay thời khắc này, chị không còn hát được, không còn nhắn tin cho tôi mỗi ngày, nhưng tình yêu dành cho chị vẫn mãi mãi trong tim tôi, không bao giờ có thể thay đổi. Chỉ một ngày sau khi nhận được tin mắc bệnh nan y, chị suy sụp hoàn toàn. Như khi bác sĩ lên phác đồ điều trị, chị đã kiên cường chống chọi với bệnh tật. Chị là con nhà Phật, nên mọi niềm tin chị đặt hết vào Đức Phật. Chị lạc quan lắm, cho đến khi bước vào ca mổ đầu tiên mà bác sĩ tiên lượng tỷ lệ thành công chỉ 50%. Buổi chiều mưa hôm ấy, tôi đang trên đường đi làm về thì nhận tin của anh Thanh Điền thông báo chị hôn mê sâu sau ca mổ. Tay lái loạn choạng, tôi tấp ngay vào lề đường đứng khóc ngon lành. Sau khi bình tâm lại, tôi chạy đến chùa Vĩnh Nghiêm đốt hương cầu nguyện cho chị. Thời khắc đó, diễn viên Gia Bảo cũng đang ở một ngôi chùa khác cầu nguyện cho chị. Cô Lệ Thủy, chú Minh Vương cũng cầu nguyện. Chị Ngọc Huyền, Bình Tinh, Lâm Bảo Linh cũng cầu nguyện. Chị bị bệnh nhưng quyết giấu bệnh, chỉ những người rất thân với chị mới biết. Chị sợ mọi người, khán giả thương yêu của mình lo lắng. Chị là vậy đó. Hơn 50 năm trong nghề, chị chưa từng phật lòng bất cứ ai. Chị từng nói nếu không được hát, diễn, chắc chị không sống nổi. Vì thế mà vừa xuất viện về nhà, chị đã nhận lời ghi hình chương trình Dấu Ấn Huyền Thoại để được đứng trên sân khấu, để có một dấu ấn huyền thoại với khán giả. Lúc đó sức khỏe của chị tuy yếu, nhưng giọng hát vẫn cao vút như cô gái tuổi 20, nghe rất dễ thương dù chị đã 66 tuổi rồi. Khán giả xem một tiếng đồng hồ trên truyền hình, thấy chị luôn nở nụ cười tươi. Nhưng không ai biết, để quay xong chương trình này, chị đã xỉu đến 7 lần trong hậu trường vì sức khỏe còn yếu. Không ai ngờ, đây là chương trình cuối cùng chị biểu diễn trên sân khấu để quay hình. Những ngày nằm viện, thể theo yêu cầu của giám đốc bệnh viện, chị đã hát chay trọn bài vọng cổ để phục vụ cho các y bác sĩ tuyến đầu. Có lẽ họ là những người rất may mắn, xứng đáng được chị hát phục vụ trong lần cuối đời mình. Cách đây mấy ngày, bác sĩ đã tiên lượng tình huống xấu nhất. Chị muốn về nhà, có lẽ chị biết sức khỏe của mình nên đã trăn trối hết những điều cần nói với gia đình. Anh Thanh Điền gọi điện cho tôi để tôi chuẩn bị tinh thần. Tôi lại khóc à,
bấm điện thoại gọi thông báo cho Việt Hương biết. Cả hai chúng tôi cùng khóc nức nở trong điện thoại. Con Tầm đến hát vẫn còn nhả tơ. Khán giả mê mệt giọng hát của chị. Tổ nghiệp đã cho chị một tên tuổi bừng sáng rực rỡ, đứng trên ngôi vị ngôi sao đào chính suốt gần 50 năm qua. Bao nhiêu kịch bản, lời ca cổ chị sáng tác để lại cho cuộc đời này. Chị đã hoàn thành xong sứ mệnh của một con Tầm trút hết sợi tơ của mình. Chị yên tâm đi đi, khán giả sẽ không bao giờ quên chị. Tôi sẽ mãi mãi muốn ôm chị vào lòng. Chị tiếc nuối nhất một điều. Tháng 4 năm sau chị mới nhận danh hiệu nghệ sĩ nhân dân. Tôi muốn chị nhìn thấy niềm vui này, nhưng không kịp nữa rồi. Tháng 4 2022, chị mới là nghệ sĩ nhân dân. Nhưng trong lòng khán giả, Thanh Kim Huệ đã là nghệ sĩ của nhân dân từ lâu lắm rồi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.